ngăn dòng chảy của nước trong các, cho phép nước chảy xuống bên trong các cái đường ống khổng lồ. Những cái đường ống dài mang nước được giải phóng đến trạm phát điện ở phía dưới con đập. Để bảo tồn hệ sinh thái sông thì lưu lượng nước chảy trong lòng sông tự nhiên giữa đập và nhà máy điện được giữ ở một mức tối thiểu xác định. Lực của nước thoát ra khỏi các cái chuỗi trong nhà máy phát điện sẽ làm quay một cái tuốc bin. Tuốc bin quay dẫn động máy phát điện của to chuyển động và các cụm dây đồng của stator đứng yên để tạo ra dòng điện. Một cái máy biến áp sẽ được sử dụng để làm tăng cái điện áp của dòng điện lên từ 225.000V tới 4.